Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì các bạn lại tiếp tục cái công việc là nhổ cỏ mọi người. Nhổ cỏ phía bên cái chỗ mình đã cho trong bắp cải ở phía bên kia kìa. Đấy. Ngày hôm qua thì mình cũng có chia sẻ với mọi người rồi đấy. Với cả là một nhóm thì đang tập trung làm cỏ ở phía sau này. Ở những cái luống sau này thì là mình cũng đã cho trong cái cải rổ này, cà chua và bắp cải. Nhưng mà bây giờ thì cỏ nó lên khá là nhiều rồi mọi người, nên nó phải làm thôi. Hôm trước thì mình cũng muốn làm lắm, nhưng mà tại cái đợt đấy là đang tập trung anh em để đào hô với cả là xây nhà ấy, nên tới bây giờ mới làm được này. Đấy. Chị Kỳ Tu. Hola, chị chào mong người nhà, tôi là chị Kỳ Tu. Isu tu du ta vế. Isu tu du kapiya sin tên cái tira ya. Tira ra nào đây xa kia lê krese. Tapi akhirnya dia teng agen tidak dapat desa ki resemai wish ya. Cái chỗ này là cái lửa cái rổ mà mình trong cung với cả lửa cái rổ phía trước ấy, nhưng mà sau ở phía sau này thì nó mọc không được đẹp này. Bắp cải thì mình cũng có chia sẻ với mọi người là ở cái phần mà tập trung nước ở cái chỗ khu vực này này, nó có cái độ ẩm cao ấy, nhưng mà kiểu như kiểu đất nó phèn hay sao ấy, là cái bắp cải nó cũng không lên được. Bắp cải rồi thì là cà chua ở phía bên kia. Đấy. Nó lên nhìn nó tù tù cho mọi người. Kareka. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Tôi là Kareka. Dạ. Kumu. Ta tù đu bên aki. Dạ. Xin bố. Xe bố là. Ai ta kumu là. Dạ ka bố. Thế mình á. Bố xa xa yên. Dạ. Ai nó phát ta một bộ kumu. Phát ta. Dạ. Phát ta một bộ kumu. Phát ta một Li fikai nao dai le sapeu mete. Ha? Nano se compró toca. Nano se compró sapeu. Pa se no te sapeu. Mete teu sapeu, dame bode. Li. Li. Que ha. Parte cole va. Parte cole. Ha? Ha? Mẹ tê cô dù ai ta pa ca bê sạt đê lê xin nào vai kê. Vai đuê. Đấy. Bù đi không đưa lên này, lại quên ở nhà ấy. Cười gì? Cười gì đấy? Cười gì đấy? Hả? À? Cười cái gì đấy? Khi nào mà có thời gian thì mình cũng cố gắng sẽ đóng cho Lý một cái củi á mọi người, để cho em chơi trong củi ấy. Mình công việc nhiều quá nên là không có thời gian để làm. À cái repolu bên bì kèn rồi nè. À kì. Repolu bên bì kèn. Sì, muito pequeno. Som bè. Dà quà em. À cái repolu tem que se acumular muita água. Sì, à cái mai cojo. Isso mai é úmido. Vé, aí onde no meio aqui, tá vendo? Onde é mais úmido. Mas é, o repolho não está crescendo. É. Daí cai, daí lá mình beti, bete, oi. Mình chán, không? À, có những cái cải là mình có dằm lại mọi người, dằm vào những cái cây nhỏ nhỏ như thế này, này. Chẳng hạn như đấy là mình dằm lại này, còn những cái cây to như thế này là mình đã cho trồng trước á. Nhưng mà nó cũng lên không được đẹp cho lắm. Nhìn nó chán đời. Mặc dù ở bên phía bên này là cái độ ẩm của nó nhiều á mọi người. Nhiều chứ không phải là ít đâu. Mình nghĩ là do cái nước nó phèn ấy. Esforza cà bao lên bài xuống á. Cà rê cà xa bì kia. Amanya o... Dape da uma grupo para começar levar a adobe mete frente, ya? Vem, vem. Eu vou mostrar onde mete adobe, ya? Đưa bàn Careca ra ngoài này để chỉ cho bàn cái chỗ mà mình sẽ di chuyển gạch ở phía sau lên phía trước này ấy. À, để sau này mà mình lui xe vào chở cho nó nhanh nha mọi người. Đấy. Aqui, ya? Aqui mete adobe aqui. Vai quantos adobe? Mil. Só mil. Mil.
Primero mi linda. Mi linda poi fanta di trase mai. Yeah. Ở dưới kia thì chắc khoảng tầm đồ mỗi hàng rào không thì mình tính khoảng tầm đồ là 1.000 gạch thì chắc là cũng đủ mọi người. Hàng rào thì mình xây chưa cao lắm đâu. Mình xây khoảng tầm đồ 2 mét ấy, 2 mét hoặc tới 2 mét 2 ấy. Đấy, tầm đấy. Bọc lại để cho người ta khỏi đi vào ấy. Đấy. Hôm trước thì mình cũng có đọc được một cái bình luận của một vị khán giả rằng là khi mà mình xây cái hàng rào kín như thế ấy, thì rủi mà chỉ có chuyện gì thì không biết kêu ai mọi người. Đấy thì cũng nói thật với mọi người là chị ấy thì hiện tại là đang sống với anh Flamingo ấy, có gì thì anh ấy sẽ hỗ trợ ấy. Với cả là hiện tại thì chị cũng có một cháu gái cũng đang ở cùng ấy. Đấy thì có việc gì thì sẽ hỗ trợ. Đợt trước mình xuống dưới đấy thì hầu như là lúc nào cũng có hàng xóm họ qua chơi ấy. Đấy, họ qua chơi thì thấy cũng gọi là tình làng nghĩa xóm thảm thiết nên là mình cũng yên tâm phân nhiều mọi người. Còn cái việc xây hàng rào thì mình cũng muốn là xây để cho kiểu như là người ta khỏi đi lại ngang qua đấy rồi dòm ngó này nó mọi người. Đấy. Cách đây mấy hôm thì mình có đăng tải một cái video là mình sẽ hỗ trợ xây hàng rào cho chị VV ấy. Thì cũng được cô Lê Kiều Loan ở thành phố Hồ Chí Minh thì cô cũng có tính là muốn đồng hành cùng mình để hoàn thiện xong cái hàng rào cho chị VV. Ngoài ra thì cũng muốn hỗ trợ cho chị VV là làm thêm một cái khoảng sân để cho chị VV có thể là ngồi chơi rồi nói chuyện sinh hoạt nè mọi người. Đấy. Thì đợt này thì có sự đồng hành của cô thì Tuần Hiệp TV cũng xin cảm ơn cô Lê Kiều Loan trước nha. Đấy. Antonio Gorata como. Antonio Gorata con brazo inflamado, porque de mal le dio no a Nukin. E ele tá ligou no que a dizer que ele vai internar, vai ficar no hospital por causa do braço, piorou mais. Já internar ou ainda não? Agora não sei dizer, porque ainda não fomos lá. Ele só ligou a dizer que vai internar. Agora não sei se já internou ou não. Ele não me liga. Ele acha que o telefone dele não tem a saldo. Ah, ele põe no hospital e dinheiro também. Tem? Tem. Tem? Não tem. Đấy, bạn Antonio thì theo như chia sẻ của Kareka là bạn ấy tay bây giờ lại sưng to hơn đó mọi người. Sưng to hơn và cũng đang có cái ý định là nhập viện ấy. Nhưng mà mình không biết là nhập viện hay chưa. Sáng nay thì bạn có nhắn tin cho bạn Kính ấy, thì bảo là bạn ấy sẽ nhập viện. Mình cũng không biết là như thế nào. Có lẽ là chút nữa thì mình sẽ đi xuống dưới nhà bạn Antonio mình thăm bạn ấy xem thử như thế nào. Dạ, tạm biệt. Lê Va Ki Mì Lý á. E agora, como é que vai ser? Hã? Como é que vai ser? De? Do Antônio. Do Antônio, depois... eu vou ir lá ver. Ver como é que tá... Ele lá tá como, tá vendo? Se muito superior, eu vou pedir doutor, tá vendo? Para levar ele, vai no doutor, ajuda a consulta. Né? Melhor, senão fica a casa, é, tá mano. Tem alguma coisa? Tomate já tá aqui, pronto? Maduro. Maduro, sim. Olha ali, ali nhìn thấy bố mà cười. Cười gì đây? Ai? Cười gì đây? Cười gì? Hả? Cười gì? Cười. Cati ai? Cati vai buscar que seto ve tomate o quase maduro, quase fica tá quase pronto, tá metido, é? O isso amanhã é fosso amanhã acaba já, é? Acaba depois começar a tirar adobe, é? Ở bên này mình cũng có được mấy quả cà chua nó chín rồi mọi người này. Ngày hôm qua là mình đã thu hoạch được một ít để vào nấu ăn cho các bạn ấy. Bữa nay nó lại chín vàng rồi mọi người. Đi xô bơ đi tí ra. Nhiều lắm. Nhiều? Dạ. Nhiều lắm á. Vé à xin vô xô bơ đi tí ra. Dạ. Đấy, bữa nay là có thu hoạch rồi mọi người. Thu hoạch nhưng mà cà chua phía bên này là mình thấy nó cũng không được đẹp ấy. Năm nay thì cà chua nó không được như năm trước. Đấy, tạ bông. Nhiều tốt. Nhiều tốt. Và là nhiều lắm.
Hả? Nhiều tốt. Ừ, nhiều tốt. Bikendo mà pronto ta mấy tí rồi á. Bên này có một ít quả này, bé tí là chín này. Hái luôn rồi, mọi người. Chứ để như thế này là nó lại bị xấu đục ấy. Đấy, chẳng hạn như đây là bị xấu nó đục mất rồi này. Bị xấu. Xấu, sao bị xấu? Dạ. Xấu kìa. Bị xấu xí. Đấy. Ran đến này. To. To lắm. To lắm. Mà bị xấu thế. Bị xấu lắm. Xấu nhiều lắm. Bị xấu nhiều lắm. Ừ. Đấy. Quả to như thế này mà xấu nó ăn mất phí không? Rau củ nhà mình thì mình không có sử dụng cái phương pháp là phun thuốc trừ sâu ấy, đâm ra là sâu nó nhiều. Để sau trồng là phải phun thuốc thôi, không phun thuốc là không được. Ngón tay nhà Tirama Gora anh đã tay mùi tuổi ấy. Cỏ nhiều. Cỏ. Cỏ. Sao biết cỏ? Cỏ ấy cà pin. Cỏ nhiều, cỏ tốt. Những cái cây như thế này là mình không kịp làm gian đấy, bây giờ nó ngả xuống hết mọi người. Đấy. Đợt này là thôi, bây giờ phía sau này mình không có mình chăm sóc gì nữa đâu, để cho nó được tình như thế nào nó được ấy. Ok. À. Ừ. Ok. Ý. Cười à. Ok. Ý. À. À. Yeah. Ừ. Không chơi nữa là khóc ấy. Ui, cái đấy cay. Isu mía này. Mía isu mía vô sẽ tira xin nhé. Dạ. Tira sraga tira mete no no. Bye sure. Tốt đấy. Dạ. Cái này mía, sao mà mía? Đấy. Tốt. Dạ. Tốt, tốt nhỉ. Ta gran đi. Ta comprido. Tốt nhỉ. Tốt nhỉ. Sao mày pha la tốt, tao mới bột đấy. Tốt nhỉ, ta gran đi. Ừ. Mía nhà mình nó mọc rất là nhiều luôn này. Một khóm như thế này mà ra không biết bao nhiêu cây. Đợt trước trong một môi thôi đấy. Đã phải hơn cả chục cây ấy chứ. Ngày hôm qua hái mấy quả chín để đi nấu ăn đấy. Bây giờ nó cũng chín đây này. Ở phía sau chỗ này thì bắp cải lên rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. À, chẳng hạn như đây này. Cây này thì quả khủng luôn, nó to chưa? Đấy, một ôm này. Ôm và ở trong này nó cũng cuồn lại đấy, đấy. Cuồn lại, rất là đẹp. Hầu như là ở phía sau cái khu vực của mình đây này. Được hai luồng đấy là rất là đẹp luôn. Cây nào mà không lên chứ lên là nhìn cây nào cây nấy là nó to và nó cuồn rất là đẹp. Chẳng hạn đây này. Đấy, nhìn đẹp. Bữa trước chị Avozinha là chị của gà mình hỏi mua rồi đấy, nhưng mà mình đang bảo là đang con nhỏ ấy, nó chưa được to lắm ấy, nên để đấy. Đấy, còn ở bên này là những cây ớt của nhà mình. Ớt nhà mình thì bây giờ trái nó được như thế này rồi này, nó to luôn đấy, to hơn cả cái ngón tay cái của mình thôi. Đấy, hầu như là cây nào cũng bắt đầu là ra hoa và có quả đấy. Thì sau này bây giờ ớt rất là đẹp luôn. Đây này. Rất là đẹp. Cái nào cái này là có quả có hoa đây này. Đấy. Cao đấy đấy, khoảng tầm lô được 40 phân này. Bên này thì kinh cũng làm cỏ sạch sẽ đây. Nhiều quả, nhiều quả xanh. Ừ đúng rồi đó, nhiều quả xanh. Nhiều quả xanh. Ừ. Maduro sao mà kìa. Chín. Tao cho chín. Maduro e chín. Vede e xanh. Dạ. Bé a cái lê tập quá cho pronto. Ai ta mới tìm đấy. Kinh ơi.
King. Ven, ven. Aquí tal vez cuando arranca capiña aquí, también usaba de tira, ¿ya? Sí, sí, aquí, aquí su. Đấy, những cái cỏ trái như thế này mà không có lườm đi là nó lại mọc lên lại. Dạ? Dạ bên, dạ bên. Trên cái tira, ya? Dạ bên, dạ bên. Tomate, cuidado, partiu tomate, ya? Dạ bên, dạ bên. Đấy, hư hết rồi. Sâu. Sâu ăn. Số ăn sâu con mẹ ăn ăn dạ ăn cho quá sáng ngon ngon đi số pha là pha dê salad à dòng cà chua này mà làm salad thì đúng bài luôn dạ yeah. Một xe cô giữa mà controla trapa ghê á. Eu agora ia lá no casa do Antônio, já. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nhà Antônio xem bàn này như thế nào nha mọi người. Hiện tại thì mình cũng đã có mặt tại nhà của bạn Antonio ấy. Không biết là bây giờ bạn Antonio có ở nhà hay không thì để mình đi vào trong mình xem thử như thế nào nha mọi người. Đấy, không biết ai bán này, Antonio, casa Antonio vende. À. Nè. Boa tarde. Tudo bala. O Antônio não tá? Oi, Jenny. Boa tarde. Tudo bala? Sim. Tchau. Tchau. Tchau, não gosto para a Jenny. É, fã nhớ aí, Jé. O Antônio? Antônio no hospital. Internado no hospital. Já foi ao hospital? Sim. Assim está muito superior? Sim, a mãe muito inflamada. Inflama grande? Sim. E, tá bom. Eu só escuto King, o colega dela. Sim. Deixa eu falar hoje. Também sim. Falar com o Bazeia. Por isso eu ia chegar para visitar ver. É o quê? É o quê? É? É o quê? Não tem coisa. Não tem roupa para meter? Vai vestir ainda. Aí deixa các cháu vào mặc áo quần né, mọi người. Se không là mình sẽ bị đánh vi phạm ấy. Boa tarde, mãe. Dạ, à saúde. Normal. Dạ, cô chứ? Mama do Antônio. Irmã? Mama. À, mama. À, xong máy đó Antônio. Dạ. À, đây là bà gái mẹ của Antônio nè mọi người. Đấy. Đó đã đi. O que o mãe chega hoje ou sempre fica lá para? Cheguei ontem. Ontem para me buscar. Cheguei ontem de tarde. Ontem fomos de tarde, não importava, hoje fomos na de manhã, e operaram já a mão. Já operaram? Sim. Bem inflamado. Bem inflamado. Doutor fala operar depois vai ficar bem? Sim. Yeah. Fui lá no que? No hospital provincial? É, no provincial mesmo. Mình tưởng là Antonio ở nhà mọi người, để mình xuống mình đưa lên cho bác sĩ người Việt Nam như bác ấy khám ấy. Nhưng mà nghe mẹ của Antonio nói là đã mổ rồi mọi người ạ. Chứng to lắm, nói chung là chứng to quá, đâm ra là phải mổ ấy. Doutor, disse tem que? Não tem lá nada, só uma informação. Tem muito aquele líquido branco? É muito? É muito, acho que lá viviam, né, mãe? Já, Jenny, estou comprando alguma coisa para Nenê também, para Antônio. Obrigado, yeah. Obrigado. Minha, tới đây không có gì, mua một ít ăn được trái cây với cả là bánh kẹo cho các cháu đấy. É.
Eso, eso primero, ¿no? Sí, tiene ese primero, ¿no? Sí, primero sí. Eso primero. Sí. Mm. Segunda, ¿dónde? Es aquí. Aquí. Sí. De la receta. ¿O sea, no sabe cumplimentar? ¿Eh? Sin chao, Cacban. ¿Eh? ¿Cumplimenta? ¿Cumplimenta? Ya que sé, ¿no? Ya que sé. Ya te cuatro años. Mas também fica aqui lado? É, a minha casa é aquela aí. Aquele casa? É, essa casa. Aquele bloco? Sim. Ah, aí, mãe, o Antônio, com sair daqui, a minha gaqueira, mangue. Posso observar lá? A minha ali está com uma chuta, eu sou um quarto de anéis, mangue. Aí, sair nhà cũng to chứ. O casa mamá grande. Hã? Casa construção muito tempo, Jenny? Casa construção muito tempo? Sim, já construiu muito tempo. Posso entrar? Pode entrar. Ah, é. Aí, Zé, nuôi trong này luôn. Cabrito também cria aqui? Sim. Casa grande, tá bom. Nhà xây thì có lẽ là lâu rồi. Gạch này thì chắc là gạch tự động bằng tay hay sao đây? Isu tam bé bắt tay không máu. Essa é bloco fazer. Không máu. Không máu. Né? Sim. Gạch này là chắc là động bằng tay á mọi người. Tại vì bên này họ cũng có bán cái khuôn, người Trung Quốc cũng có bán cái khuôn mà kiểu mình tồn xí tồn cát xong rồi dập bằng tay ấy. Hôm nay thì khá là tối, được 3 phòng à, đấy, à 4 phòng đấy mọi người. Dạ. À xin vay là khi bao giờ? À xin giờ này sẽ phải vay là nó gì? Vay là hôm nay? Sí. Dạ, vay ra vay đi mora? Nào, đi mora mà. À xin vay mua heo, tạm biệt và vay ra là và visita el poco ya. Sí. Đấy cho vợ bạn Antonio với cả mẹ bạn ấy là đang chuẩn bị đồ ăn đủ uống các mọi người. Rồi sẽ đi lên trên bệnh viện ấy, thì mình cũng sẽ chở Jenny với cả chở mẹ bạn ấy lên trên đấy rồi mình thăm bạn Antonio luôn một chút đó mọi người. Hiện tại thì mình đã có mặt tại bệnh viện của tỉnh Quan Gia Nội đó mọi người. Thì Antonio thì hiện tại là đang mổ đây mọi người. Antonio cũng đi mentor. Đây này, tay của bạn ấy đây bị sưng lên như thế này này. Đấy, sưng lên và phải mổ ở đây. Opera aquí dentro, né? Aquí. Aquí con aquí. Đôi. Tres sitios. Đấy, phải mổ ba, nói chung là ba chỗ mọi người. Rất là đã mổ xong vẫn đang còn sưng lên này. Đấy. Đã đôi. Nào đôi mày. Já está muito bom. Assim é, doutor, fala quanto dia eu vou de casa? Não fala. Ainda não fala. Eu só falo que não vai ficar só aqui ainda. Não me fala, fazer 2 dias, 3 dias. Já, para ele ver ainda, né? Sim. Jenny está chorando muito, né? Não? Chora mesmo. Chora? Sim. Hoje está me fechar lá, na vendela. Não, não vender. Agora doente, não vender. Sim, tem que cuidar do marido. Sim. O tal não é de cara, não. Mình vào trong này thì mình cũng phải nhờ bác sĩ người Việt Nam ấy xin để cho mình vào đây quay này, rồi cả một cái anh y tá đây này là phải cũng nhờ anh ấy là cũng xin phép anh ấy để mình mới được quay ở trong này ấy. Tại vì ở trong bệnh viện này thì khi mà ghi hình thì rất là khó khăn lắm mọi người. Ê, tudo colega da Saudá, você já 3 dias, né? 4 dias. 4 dias, como hoje 4 dias. Sim, quando você sair, eu ainda não chegou fazenda. Sim. Só ontem, bateu aí todos os dias, ele em casa e colega. No outro, eu vim fazer companhia aqui, todo dia ele vem casa. O Bazé também tá aí, tá no, esperando o carro, mas ele como não tem caçar.
Por isso não dá para entrar? Sim, aqui calça não entra. Ah. Não tem calça muito. Agora tem que ficar ainda para saúde ficar bom ainda, depois vem trabalho. Sim. Quando você abre aqui, tem saído muito aquele pulso, né? Sim, tem muito pulso, tem muito sangue. Sangue também. Cái hiện tượng này là giống như cái hiện tượng của anh Thiên Minh Go đợt trước mà ở bị bắn chân đó mọi người. Thì nó cũng bị bứng mủ ở phía trong đó mọi người, phải mổ ra xong rồi thì nằn hết cái mủ đấy ra ấy. Với cả phải tiêm kháng sinh ấy. Ele pica? Pica medicamento? Zeniza cozinha quem? Cozinhar agora? Sim, sim. Zeni là còn nấu phun đó mọi người. Phun với cả là phơi rau này. Công kê, phun có mấy công kê? Công phơi rau số? Sim. Aqui tipo, quando opera também coisa, também tem comida, né? Dá um comida. Só dá um sopa. Dá sopa? Yeah. Assim dá tudo, a tua coisa, dá matabiço, almoço, jantar. Almoço e jantar. É, tức là ở đây vẫn có bệnh viện, họ vẫn chưa cấp cho đồ ăn đó mọi người, ngay 3 bữa đấy, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối đấy. Tá bom. Assim, quando o nosso sair, nenê fica com quem aí? Nenê fica com a minha irmã. Irmã? Sim. Hoje só levar comida, vem aqui. Depois vão estar lá na casa, dormir na casa. Não, ou vai dormir uma. Vai dormir aqui? Sim. Ele não tem problema, vou de casa. Alô. Lo nên là vẫn muốn ngủ lại để mà cánh trông á mọi người. Mình đeo cái khẩu trang này, với cả là trong này nó khá là ồn nên là có lẽ là chất lượng âm thanh nó cũng không được tốt đấy. Mong mọi người thông cảm nhé. Dove Antonio fala você também tem grávida? Sim. Mais? Não sei casar. É? Você agora já tem quantos anos? Tenho 23. 23, agora já está 3. É? Não é rápido. 23 tuổi mà chuẩn bị là có bé thứ ba rồi mọi người. Tem que devagar ainda, tá vendo? Quando tem dinheiro, nasceu mais. A nossa tem mais coisa, mais força para criar nenê, tá vendo? Nenê não só que dá ele comer, dá ele saúde, não. Tem que dar ele educação também, tá vendo? Tem que estudar. Alguma coisa. Não é assim? Sim. Oh, aqui é também coisa. Para choro. Choro. A banha cũng phải là chuyên được, né? Sao chắc yếu quá, sao mà phải chuyên, né? Đây là cái chỗ mà lấy ven để chuyên được, né? Assim de manhã, meteu uma. Assim, um dia meter dois vezes. Tá bom. Agora já está baixando pouco. Não dói. Não está inflamado conforme está. Sim, quando dói, não consegui dormir mesmo. Só fazer 5 dias não dormir mesmo. Ficamos depois chegar a casa. Depois foi uma vez que eu não é muito bom, por aí. Zeni não conseguiu não cuidar bem, marido. Hiện tại thì cũng hết cái giờ thăm bệnh nhân rồi mọi người. Thì mình cũng phải đi ra ngoài thôi. Tại vì mình cũng phải tuân thủ cái nguyên tắc của bệnh viện ấy. Nên là không trò chuyện với cả Antonio được nhiều ấy. Mà tình hình sức khỏe của bạn Antonio thì nói chung là bây giờ cũng là khá hơn rồi mọi người. Bởi mấy hôm thì bạn cũng có nói là 5 ngày liền bạn ấy không thể mà ngủ được ấy vì quá là đau. Nhưng mà bây giờ thì mổ xong rồi thì
mổ từ lúa tầm gần trưa ấy, mà tới buổi chiều nay là bạn vẫn có thể ngủ được rồi ấy, là ok đấy. Nói chung là cũng mừng cho bạn ấy. Mình thì mình cũng không biết đâu, tại tới chiều nay thì mình mới đi lên ở trên nông trại ấy, thì mình mới nghe bạn bắt giới với cả bạn Kính nói là Antonio phải nhập viện ấy, phải nhập viện và phải mổ ấy mọi người đấy, thì mình mới biết thôi. Yeah. Assim você cuida bem Antônio, já? Sim. Agora lá dentro ele não dá mais entrada, vê? Sim. A família para entrar só. Sim. Não dá para outra pessoa entrar. Sim. Por isso você também tem que esforço cuidar do ele, já? Sim. Eu agora coisa, estou em casa. Sim. Já qualquer coisa já tem meu número. Sim. Depois me liga, já? Sim. Entendeu? Sim. Yeah. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Chào.